Hennie mang nguồn nước sạch về cho buôn làng. Trong chuyến về quê từ ngày 15 đến 17 tháng 3, ngoài việc tham gia đêm bế mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019, Hoa hậu Hennie còn tranh thủ thời gian để thực hiện dự án cộng đồng của riêng mình. Đầu năm 2019, sau khi trở về từ cuộc thi Miss Universe 2018, Hennie chia sẻ kế hoạch làm đèn đường dẫn nguồn nước sạch về cho buôn làng của mình. Cô trực tiếp đi khảo sát tại những nơi lấy nước của buôn làng và tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước cũng như nguyện vọng của người dân trong vùng. Đây là dự án tâm huyết mà Hennie đã ấp ủ từ lâu. Với cô, điện và nước là hai vấn đề rất quan trọng mà người dân trong buôn đang gặp khó khăn, đặc biệt là nước sạch để sinh hoạt hàng ngày. Đó là lý do mà cô ưu tiên hỗ trợ người dân trong buôn thực hiện dự án này. Nhân dịp về quê tham gia bế mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Hennie tiếp tục cùng chính quyền địa phương đi khảo sát nguồn nước tại một vài địa điểm trong buôn, đồng thời lấy mẫu nước, đem đi kiểm nghiệm. Cô chia sẻ, Hen mong dự án nhanh chóng được hoàn thành, mọi người sẽ sớm có nước sạch dùng và không cần phải đi xa mỗi lần muốn lấy nước như hiện nay nữa. Trước đó, Hennie tiết lộ tin vui với khán giả là đường xá buôn mình đã được mắc đèn điện. Cô mong muốn sẽ sớm hoàn thành xong dự án mang nước sạch về buôn trước khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu. Bên cạnh đó, trong chuyến về quê lần này, Hennie đã ngẫu hứng chụp bộ ảnh áo dài ngay tại ngôi nhà sàn của mình. Cô bật mí, sau khi diện bộ áo dài thổ cẩm họa tiết ED và chuẩn bị đến nơi diễn ra buổi bế mạc lễ hội cà phê, cô đã nhờ ekip chụp giúp nhanh vài tấm ảnh giữa bối cảnh thân thuộc của gia đình. Hennie cho biết, mình đã mặc áo dài chụp ảnh ở nhiều nơi, nhiều sự kiện, nhưng lần này cô muốn chụp lưu giữ những tấm ảnh tại chính căn nhà của mình. Cô cũng thường xuyên tranh thủ về thăm gia đình mỗi khi có dịp công tác ở quê nhà. Tối 17 tháng 3, Hennie sẽ đáp chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh để tham dự bế mạc lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh 2019 trong vai trò đại sứ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.